Leo đây này. Đứt hơi phết. Trong này như kiểu kỳ băng hà ấy các bạn ạ. Không về rồi em. Không về à? Ơ vẫn còn á, còn cảnh á. Thật không? Chồng ở dưới kia có file chấm công rồi, vợ vẫn đây chấm ra xong đâu. Thế các bạn thấy cuộc sống nó gọi là vương giả sung sướng không? Đây, đây đẻ xong trướng. Ôi thật á? À? Ngủ đây ngủ hít mắt á. Này có mấy cảnh, hai cảnh ngắn. À đâu nhiều cảnh phết, nhưng mà mỗi ngồi cà phê thôi, mỗi ngồi chỗ thôi. Đâu, trên nhà, nhưng hôm nay sáng trời nó không được đẹp lắm nhưng mà được quay trong nhà chứ. Ừ, kinh móng tay móng chân nhóng nhánh như có cái gì mới mới các bạn ạ. À, kéo cổ hột kim cương. Ai à? Loang tổ. Ơ cái này nó nhanh nhở? Bên là đây là tim. Hả? TV. À? Cái gì kìa? Ai đấy? Không bé bé này chắc thỏ le à? Thỏ le có ở trong đúng, thỏ le có ở trong du ký mà. Bé này chắc chắn nó các bạn ạ. Trông. Em để chờ tí nào. Nó đang ngủ không ấy rồi. Tay để này, tay để đúng tư thế à, vắt tay lên trán. Các bạn nhìn đúng thỏ le. Quên ngủ hay không này. Coi nó lè nhung à, nó ngủ làm im giật đấy. Cái gì đấy? Thỏ lè đâu? Thỏ lè đâu? Đi quay trở về đấy chị. Ơ, đây là team em mà. Đây có quay du ký không? Thỏ qua media hay sao? À, hôm nay bọn này có cái gì? Hôm nay em quay du ký tập. Ôi bị tàu hỏa nhập ma thì các bạn ạ, thề hôm nay nó quay kịch bản khác mà tôi cứ nghĩ kịch bản hôm kia thì mới có cái thảo. Ngáo vậy. Đấy, về đấy. Rất là mất thời gian. Ngày chống công 4 lần. Chấp nhận thôi. Lấy lại đi xuống đi về. Đấy, chân nó teo đi nhanh vãi các bạn ạ, thề. Đó. Chân đi teo đi nhanh vãi. Chả tập tành gì nhưng mà kiểu đi quay nhiều, đi lại nhiều ấy. Cả đuổi đánh chồng nhiều là chân nó săn lại bé như lúc chưa dí sắt. Nó không mệt, không ăn uống được gì. Không uống được gì. Tối em chỉ uống nước thôi. Trời này thì một ngày thì tao khoảng được 3-4 cốc nước mọi người. Toàn cốc nước nửa lít thôi. Khăn của anh Tú. Khăn gì ấy? Khăn lau mặt. Xong thì? Lúc trưa em gọi muốn xong rồi, xong rồi em thấy con ngó anh qua hộ em. Xong rồi nó ăn trước em xuống thì em thấy nó nước mắm bị đổ ra đáy. Thì em sai, à, em bảo nó là mày đi vào, nó đang đi vệ sinh ở mày, có giấy thì mày cầm ra đây tao mới ít. Thế nó bảo chưa không có đâu, em chỉ có một cái khăn thôi, không chi. Ờ, cũng được, mày cầm ra đây. Xong em để ra đây, em lót, em lâu lâu, em cầm lên cho em ăn, sau đó em đi với Giác, em cũng để khăn đây, thì em không biết chuyện ra hết. Lúc chuyển nguyện thập công xong rồi em thấy anh Tú, cái đứa nào nó lấy khăn của tao. Nhắn tin lên nhóm không biết là nhận cả. Ờ, tao đây, mày ngủ mày không biết gì đúng không? Em không biết gì thế sao? Ok. Anh tưởng chết cao các thứ ấy. Khăn gì ấy? Khăn nào đấy? Khăn này là ai chết nhóm của mày mưa. Ồ. Đây là giấc ngủ tránh thị phi nha các bạn. Em bảo là em chỉ gián tiếp mọi người trực tiếp lấy ra. Em xin lỗi anh Mai mua cho anh khăn khác. Xong mọi người vào. Tuấn bảo là em không biết ai lấy ra tại vì em thấy sẵn đấy nên em lau. Xong rồi đứa khác lại bảo em thấy ở đấy nên là em lau. Thế là cái khăn này hôm nay anh cứ bảo là cả một cái khăn của ta nó lau bóng lên mặt bàn công ty. Mai cô Thúy có khăn lau mua bàn mới và công ty tôi thì kiểu rất đẳng cấp các bạn ạ. Các bạn sao làm sao để mình không đi làm muộn không? Đó là mang kem đánh răng, mang khăn rửa mặt đến công ty, ấy ngủ dậy phát phi lên xe đến công ty luôn, đánh răng rửa mặt sau rồi đẳng cấp luôn. Tất cả là học tập ai các bạn biết không? Học tập ai hả Nhung? Hầu Viu Hoa nghỉ việc để lại một gọi là một bí kíp quá đẳng cấp cho anh em. Về đấy. Không, nó chưa về đâu các bạn ạ. Đến cái bước này thôi, nó từ trên công ty xuống đây là bây giờ video tôi quay 5 phút rồi.
xuống đây nhưng mà vẫn chưa đến cái bước về đâu. Chưa đến bước về còn phải ngồi kia đã, đây ngồi đây đã. Buôn một hồi chán chê đấy, chồng ngồi đợi sẵn à. Phải đi ra đã. Mắt nhìn vợ kiểu gì ấy, nhìn kiểu gì ấy. Chị không biết là đến lúc ngủ, đang ngủ nó đêm cũng ngồi dậy để chửi. Mày ngoan thế hả Tuấn? Mày đang ngủ đêm cũng dậy chửi vợ, không biết chửi gì. À, cả cái giường em 2m x 2m2. Bắt đầu rồi nén út đứt cậy rồi, tiếp đi. Đây chị tưởng tượng đây là một cái giường 2m x 2m2 nhá. Đâu giường đâu, vẽ ra. Đây là cái bàn, này là cái giường. Giường ngang ra đây. Từ đây đến đây. Của là khoai. Chỗ này chia đôi ra. Chia như này ra. Đấy mà chia đôi à? Không phải chia đôi, đây từ chỗ này. Chia 2/3 ra tiếp. Đây chia 2/3 ra em chỗ này. Em chỗ này. Đấy, vợ em bắt em nằm đây là em mấy lần em đang ngủ cứ thế này. Mày vẫn được nằm trên giường cơ à? Thế sao không biết đường mà lăn vào trong mà nằm? Cũng không biết tại sao, chỉ tức rồi. Xong rồi dậy chửi. Em bảo là lúc mơ đang mơ gì đến ông Hoàng tức ạ. À, mơ cái gì tức ông Hoàng ạ, thế là nói luôn vậy. Thế các bạn có nhìn rõ mặt nó không? Tôi chỉ thấy mỗi răng thôi đấy. Ui, cảm giác chị về trên da ghẻ hôm đi viện á. Màu tím luôn mà. Không, tối tối đen, lúc mà về hết rồi mà lúc em đi ra em mặc áo em đấy chị ạ. Em đi ra thấy hắn đen xì đơ dưới mặc áo mà cứ vằn trắng. Nhìn thấy đúng cái đấy, không nhìn cái người áo. Thật là vãi trưởng. Làm này em đỡ đen này lại. Mua cái gì cho thằng phải tây ấy? Đỡ điện à mày, đỡ điện à? Đi biển là không nên, không xuống hàng đài mấy năm trước. Trộn cơm à, trộn cơm, rong biển trộn cơm à? Yes. Biết ăn cơm rồi á? Em đang tập cho ăn cơm nát trộn rong biển. Mấy tháng rồi mà ăn cơm nát? 8 tháng hơn rồi. Ông bà ôm bố ngủ nha. 8 tháng hơn. Sướng sướng mặt phê. Dạ đấy em nhà lắm chị, ở nhà thì mẹ chồng với con cho đi về thì nó không theo em, nó theo bố nó. Quá wow, tuyệt vời em ơi. Em không phải làm một cái gì hết. Em bảo là em dọa là không bế con người ta, ta sẽ không đẻ nữa. Nhưng mà thật sự là em không cần dọa, tại vì con nó không theo. Nó chỉ thích bố nó thôi, nó không thích em. Không bế con cho tao không đẻ nữa. Được ấy, thần chú được ấy. Đúng rồi, thần chú lên nhiên liệu dùng được mấy năm nữa. Được rồi. Đúng không? Liệu dùng được đến khi nào khoai nó không thích bố nó thì thôi. À, nó đã kịp dùng đâu. Không phải dùng, nó thích bố nó thích. Ý định là thế, thường là tầm... nếu người bình thường thì tầm 2-3 năm đẻ, diễn trước thì nếu mà 5 năm mới đẻ thì con này bao tuổi nhỉ? 27 à? 27, con vợ em 99, năm nay 124 rồi, 5 năm nữa là 29 rồi, vẫn 27. 29 vẫn trẻ mà, mày điên à? Không trẻ. Mày điên là tao 30 tao vẫn trẻ. Chị cảm giác thế thôi. Okay. Chị cảm giác rồi, em 25 tuổi em già đánh chóc mẹ rồi. Không, tôi thế nhá, 30, tôi thấy 30 nó mà. Để tao nói cho chúng mày nghe, 30 mới là cái độ tuổi gọi là phụ nữ là gọi là nhan sắc, là tiền tài, là gia đình, nó gọi là nó viên mãn. Hồi xuân mấy điên, là hồi xuân là 40-50, hồi xuân. Con gái chỉ đẹp nhất tuổi 18 thôi. Đẹp nhất tuổi 18 thôi. Mãi mãi thích con gái 18. Đàn ông là một người một giống loài chung thủy đúng không? Cái gì nhỉ? Đẹp nhất tuổi 18, tưởng em đẹp nhất tuổi 22 lúc mà anh biết em. Cái này mà. Mua gì? Cờ á? Cái đấy bàn cờ còn chưa boxing. Có biết đánh cờ đâu, đánh toàn thua. Ở công ty này chưa gặp đối thủ luôn. Tướng. Kìm. Bàn này là bàn, nhìn bàn này biết là bàn gỗ rồi. Nó mua bàn cờ gỗ về đây nó làm độ giải đấy các bạn ạ. Kinh thế cơ. Nó mặc áo trắng xong rồi đứng cái nền xanh quay lên nó trong veo rồi xỉn hết à. Nên thằng kia là ở thế mà lấy chồng phí. Chồng lại còn hay uống sữa đậu nành như kia thì biết rồi nhá. Cười. Yeah, đây là phương pháp Tuấn dùng để thương vợ. Cái gì? Có chắc là hiểu không hiểu chết tao ạ. Là em mới kêu Long Tổ Tiến ạ. Quay xong phim em bảo là thế liệu có dựng được thành phim không? Phim gì? Ơ mày quay Du Ký à? Du Ký sao này? Thằng này trước vẫn quay Du Ký, có quay Du Ký rồi đúng không? Đâu, thôi mày chết rồi. Đâu Du Ký mà không yên.
trước đây có à, trước là đây quay, rồi. Có quay rồi. Mày quay sai ý đồ kịch bản của tao và tao thử lương mày chết tao. Chị em nhà chị còn chả hiểu nhau thì chị mắng gì bọn em. Mày đến nó nói cái gì tao còn chả hiểu luôn là hiểu được nó nghĩ gì, mày điên à? Ngày xưa nói tốc độ speed phải 9x nhưng bây giờ hạ xuống còn 5x thôi. Vào anh Hiếu hỏi cái gì, anh Hiếu hỏi cái gì không nó trả lời ấy. Xong anh Hiếu cái gì á, phải một lần nó nghe rõ, bắn một tràng không hiểu được một cái gì luôn. Một robot con đừng nhún, một robot ôi giời, bật lên là Nhung nhảy theo à. Cái con đấy gì bắt đầu tốn tiền mua đồ chơi rồi đấy. À nhưng mà không thích chơi đâu, chỉ biết thích cái gì, thích đập không. Thích mấy cái hộp này mèo à? Nó thích hộp lắm thà. Em phải hộp để làm gì? Nó rất nông cạn. Cầm đập. Đồ chơi đắt tiền không chơi nhưng mà chỉ thích mấy cái hộp này này. Để xé à? Hay là hộp gì cũng được. Không, đúng mèo. Cầm làm. Thích hộp rồi cứ ôm hộp, vứt xong ném xong rồi lại cầm lên hộp, xoay 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 các kiểu ơi, chỉ thích chơi hộp. Có khi nào mà cầm cái này về chú ạ là cái này bỏ đi chơi cái này. Các bạn ơi, các bạn ở nước ngoài hay có kiểu là đặt cái thìa này, cái rũa móng tay cái thứ để chọn 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 đấy. Cái khoai tây này đặt tiền này, đặt rũa móng tay này, đặt ví ra để xem là sau này làm nghề gì đó, nhặt cái hộp và chắc sau này đi làm chủ vựa đồng nát đấy. Rau. Các bạn và các bạn biết Vĩnh Phúc không? Tề Lỗ. Nhảy đi. Biết con đấy rồi, Iron Man. Nhưng mà phải có phim. Vẫn tiết mục bóc chưa xong. À phải áo chống nắng nữa, có mỗi một cái. Áo chống nắng của nó. Áo chống nắng của mẹ. Mua cho Tuấn cái áo chống nắng. Hoặc là mua cho nó cái áo chống nhìn gái. Bịt mắt. Tuấn nhà em gái nhìn thấy còn sợ. Không, người ra ngoài đẹp trai phết đấy, được phết đấy, đừng đùa. Thế là khi chưa mở mồm ra thôi. Ờ, nhưng mồm hơi thối. Mở ra đây đách, 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 ai làm hết. Với cả hơi ngoa. Kiểu gì mà thiếu mỗi điều xách váy lên chửi người ta thôi các bạn ạ. Cứ cho em mặc, váy em xách váy em chửi thật đi. Ôi, kinh không? Bảo ngoa không ai dám nói chuyện cùng. Nhưng chị biết từ đâu ra chưa? Từ đâu ra? Từ đấy ra ai bảo mày chị hỏi Vân Tây á. Vân Tây bị cũng nhiễm giống vợ em rồi, cũng chửi rằng con không như hai rồi. Nhiễm hết rồi. Xong quay ra này. Con điên nó bảo là các ngày con phải giống chị luôn. Như thế không lượm à? Không các bạn ạ. Thằng Giang đang ngồi rất bình thường nó. Khi tự nhiên lượm nó. Tự nhiên thấy ghét lượm thì nghĩ chuyện cũ xong ghét đang lượm thôi đúng không? Các bạn ạ, các bạn phải chứng kiến cảnh cảm giác mà thảo tô, các bạn là mồm thảo tô và mồm mép nó như nào các bạn biết đúng không? Bị Tuấn chửi như tét ra luôn, sợ luôn đấy, thì chửi kể dưới nó cười là đúng rồi đấy. Thề nó ngồi trong góc cái ô nó đen vai. Không thấy mũi răng thôi các bạn ạ. Thấy mũi răng. Xong rồi đầu nó lại còn rù rù, nó ngồi nó còn giật dẹo, nó dựa vào cái cổ nó ổ nó đèn à. Trong cái iPhone nó đau xui kiểu sáng rồi. Xong rồi con Nhung thì nó ở bên này nó vẫn trắng.